thống kê. Làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước thì làm ơn nhớ bên trái. Bên trái độ chính xác. Ví dụ nha. Ví dụ như trừ 4 khớp 3 4 5 6 có độ chính xác D bằng 0.006. Độ chính xác người ta phần lớn người ta ký bằng chữ D, khỏi cần nhớ. Rồi nhìn vô số này, coi coi nó phần gì, đọc nè, phần chục, phần trăm, phần gì, độ chính xác đang ở phần gì, phần nghìn, thì nhớ bên trái của phần nghìn là phần gì, phần gì, bên trái của phần nghìn nha, bên trái của chứ không phải bên phải nha, hay nói nôm na là phía trước phần nghìn là phần gì, đúng rồi, ổn chưa? Còn bên phải của phần nghìn là gì? Phần chục, chục nghìn. Phải biết phân biệt bên trái bên phải nha. Phần gì? Phần gì đang nói độ chính xác phần gì? Phần nghìn thì nhớ bên trái của phần nghìn là phần gì? Phần trăm. Viết lại cái số này trừ 4 vết 3 4 5 6. Rồi. Phần trăm số mấy? Phần trăm số 4. Số 4. Sao số 4? Là số 5. Cộng thêm 1 còn nhiêu? Viết thành số 0. Oh my god. Bằng âm 4 vết 3 5 0 0 0. Sau đó dục số 0. Hiểu không? Hiểu. Ví dụ âm 7 vết 1 9 6 5 có độ chính xác D bằng 0.007. Nhìn vô độ chính xác hàng gì? Chục, phần chục, phần trăm, phần gì? Phần nghìn. Vậy độ chính xác thuộc phần gì? Thì nhìn bên trái của phần nghìn là phần gì? Bên trái phần nghìn là phần gì? Phần trăm. Viết là cái số này âm 7 vết 1 9 6 5. Phần trăm số mấy? Phần trăm số 9. Số 9. Sao số 9 là số mấy? Số 9 là số 6. Có cộng thêm 1 không? Có. Cộng thêm 1 nha. Còn nhiêu số 0 hết? Âm 7 vết 1. Cẩn thận. 2. Không. Sao dấu phẩy số 0? Dột. Có hiểu không? Hiểu.